Dạ, em nghe nè chị. Chị đó hả? Trời ơi, lâu quá không gặp. Định gọi coi chị có rảnh không? Mai đi ăn sáng nha. À, tiếc quá, mai em phải về dưới quê rồi. Hôm qua Trời cậu em có ơi. gọi lên, nói là có người dì ở Úc về chơi. Nên em cũng khó từ chối quá. À, thôi, có gì tối mai em gọi cho chị, rồi hai gia đình mình cùng đi ăn. Tối mai á tôi với ba con An đi đám cưới rồi. Thôi, để hôm khác cũng được. Bữa bà bạn tôi về có gửi cho tôi mấy cây son. Cây à, cô biết không, con An nó nhắc đó, phải gửi cho chị một cây, định gặp chị rồi đưa luôn. Con An chu đáo quá à. Còn nhớ đến em nữa. Con Hoa nó nói đó nha, cha coi bộ con An nó lo cho mẹ chồng tương lai hơn mẹ ruột nữa. Có con gái là chuyện gì như nhìn trời vậy? Vô đi, vô đi, nè, vô vô. đi. Sao cái chậu này á, mình vô vũ trường chơi mấy ông ơi. Lâu lâu gặp nhau, mình chơi tới bến đi. Với lại nhân tiện mình dẫn ông Tú đi tẩy trần luôn. Thôi, tôi không đi đâu. Vô đó không có quen. Với lại mình già hết rồi. Chỗ đó đó, dành cho tụi trẻ. Vậy thì mình đi qua phòng nghe nhạc đi Tú ha. Bảo đảm không có vui đâu. Theo tôi thấy như vậy nè, mình vô vũ trường chơi trước đi. Nếu mà không được á, thì mình qua phòng trà mình nghe nhạc. À, quyết định vậy đi. Nhà Tú, cũng được. Vô. Vô. Phụ nữ Việt Nam bây giờ hiện đại quá ha. Đổi gì? Tôi cũng gặp cái dục cái quái gì đâu. Tôi có quyền của tôi. Ông làm gì nha tôi đó. Ông ra đi ông làm gì tôi không biết sao. Em uống nước nữa đi. Nữa hả? Em uống tới ly thứ 8 rồi đó. À, vậy hả? À, em uống từ từ đi. Ba má anh sắp về rồi đó. Lúc đó mình đi được rồi. Không sao, chờ đợi là năng lực dồi dào của em mà. Em uống được. Cảm ơn em. Uống từ từ ha. À. Đó, ba má anh về rồi đó. Bà nói tôi nghe đi. Bà đi tập thể dục cái kiểu đó đó. Bà, nhà có khách. Dạ, dạ thưa hai bác mới về. Ừ. Dạ, dạ thưa ba má con đi. Con đưa bạn con về cẩn thận nghe con. Dạ. Dạ, thưa hai bác con về. Con về. Mình đi. Bà đi tập thể dục như vậy đó hả? Thì đó cũng là một hình thức thể dục. Tôi có làm gì quá đáng đâu. Nè. Ủa đi đâu vậy? Em chờ anh chút. Nữa hả? Anh lại nón bảo hiểm. Anh. Hả? Hình như là hai bác có chuyện gì không vui phải không? Nhà mình có chuyện gì hả? Đâu có gì đâu. Chắc là ba má anh mệt quá đó. Anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu. Bây giờ em muốn đi chơi ở đâu anh đưa em đi. Em muốn đi về. Hả? Hôm nay mình hẹn nhau đi chơi mà. Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa? Giờ này trễ lắm rồi đó. Hồi nãy nghe tiếng chuông cửa mà muốn chết luôn. Em sợ là anh cho em uống ly nước thứ 9. Em không biết làm sao luôn đó. Vậy anh đưa em về. Giống như mình đi chơi ha. Trời, vậy cũng được nữa hả? Mà thôi em tính vậy. Đưa em về cũng mất công lắm. Thôi em tự chạy được rồi. Cũng được. Hả? Anh để em về một mình thiệt hả? Anh hiểu mà. Anh chở em. Trời. Thôi lên đi em.
Được rồi. Bà già rồi, đâu còn trẻ nữa mà vô sàn nhảy. Lỡ con mà nó thấy được, nó sẽ nghĩ mẹ nó là người như thế nào đây. Tôi không có quan tâm, tôi lo cho cái nhà này quá nhiều rồi. Bây giờ ông cho tôi hưởng thụ cái niềm vui riêng của tôi chứ. Bà tìm niềm vui riêng, bà có nghĩ tới con cái của bà không? Lỡ con Thí Hoa nó nhìn thấy được, nó sẽ nghĩ về bà như thế nào, nó đánh giá cái gia đình như thế nào. Tôi đi nhảy là chủ yếu là thể dục thể thao cho vui thôi, cho khỏe thôi, có cái gì đáng xấu hổ đâu nè. Bà nhảy với thằng bằng tuổi con của bà ôm ấp trả lời như vậy, lỡ người ta nhìn vào, ta nghĩ bà như thế nào? Tôi ôm ấp, tôi khiêu vũ là trước mặt đông người. Còn ông đi ra ngoài, ông quen con Dung đó, ông ôm ấp như thế nào mà loài ra thằng con quan kia kìa. Ai đánh giá ông? Lúc đó ông có nghĩ gì tới mẹ con tôi không? Sao bà cứ đem ra dằn vặt tôi hoài vậy? Ông nói hay quá, chuyện có xưa thì mới có nay chứ ông. Anh tặng cho em. Tặng em? Ừ. Nhân dịp gì? Thì nhân dịp đi ngang cửa hàng trang sức, anh tiện ghé xem, anh thấy nó đẹp cho nên anh mua tặng em. Bây giờ em với anh á chỉ mới là bạn bè thôi mà. Bây giờ là bạn, nhưng sau này thì chưa chắc. Anh muốn chinh phục em. Anh tự tin quá rồi đó. Anh tin lòng thành của mình sẽ được em chấp nhận. Đúng là đàn ông, đúng là một khéo ăn khéo nói hết. Anh nói thật lòng chứ không có khéo léo gì đâu. Em nhận đi, cho anh vui. Vậy để anh đem mình cho em nha. Em cảm ơn anh. Đẹp lắm. Không có gì, em nhận là vui lắm rồi. Cái thằng này làm ăn cũng được quá chứ. Vậy mà mình cứ trách nó ham chơi. Chào cháu. Dạ, cháu chào bác à. Bác muốn mua gì để cháu tư vấn cho ạ? Mua cái gì mà mua. Bác là ba của thằng Thông nè. Hồi sáng giờ á, thằng Thông có tới đây không cháu? Dạ, anh Thông nào ạ? Trời, cháu là nhân viên, không lẽ không biết tên của ông chủ? Dạ chắc bác nhầm rồi ạ. Chủ của cháu tên là Trung, ảnh đang ở văn phòng trên lầu, bác có muốn gặp ảnh không ạ? Đúng địa chỉ này mà. Bà lần trước cũng có người nhầm như bác vậy đó. Chắc chủ trước của tiệm này tên là Thông ạ. Vậy cháu cho bác gặp ông chủ chút coi. Dạ bác chờ chút nha. Ừ. Kỳ vậy ta. Dạ alo, có một bác muốn gặp anh ạ. Dạ em cũng không biết nữa. Bác nói chủ cửa hàng này là anh Thông nào đó. Được rồi, nói ông đợi chút xíu anh xuống liền. Dạ. Dạ bác vui lòng chờ chút xíu, anh xuống liền ạ. Ừ. Vô đây. Gì vô vậy đây. Tôi có chuyện muốn nói với bà. Trời ơi. Vô đây. Ông làm gì như mèo bị cắt đuôi vậy? Tôi mới cửa hàng Thông về nè. Bà có gì muốn nói với tôi không? Ông biết rồi thì thôi, tôi không giấu ông nữa. Cả năm nay tôi làm ăn thua lỗ, tôi còn bị người ta giật hụi nữa, lãi mẹ đẻ lãi con. Tôi đành phải bán nhà để trả nợ chứ làm sao. Nhưng bà bán á, sao không bàn với tôi? Bà bán là tiền đâu, không lẽ bà thiếu nợ bạc tỷ? Thì tôi nói với ông rồi, tôi trả nợ hết rồi. Trời ơi, bà làm cái gì mà thiếu nợ dữ vậy?
Thì tôi nói rồi sao ông hỏi tới hỏi lui hoài vậy? Tôi sai lầm, để cho bà đứng tên nhà một mình đó. Ông đừng có nói cái giọng đó với tôi nha. Tôi cũng làm ăn đàng hoàng như người ta, mấy cái chuyện thua lỗ ai mà biết trước được chứ. Làm bạn kiểu như bà, bán nhà trả nợ là đúng rồi. Ra cửa hàng á, không bao giờ gặp mặt mẹ con bà. Tối ngày á, bù khú bạn bè, chỉ đầm không giống ai hết. Ông muốn dạy ông qua bển ông dạy con chở bé của ông kìa. Ông đừng có nói chuyện đó với tôi. Ông có trò trách nhiệm với gia đình không? Tôi không thương nhưng tôi cũng phải có niềm vui riêng của tôi cũng phải sống chứ. Có chuyện gì vậy anh? Bà bán cửa hàng thành thông rồi. Còn cái nhà? Bán luôn cái nhà rồi. Bên nhà làm gì mà phải bán nhà vậy ba? Bà nói làm ăn thua lỗ nên phải bán nhà để trả nợ. Chỉ nợ ai mà nhiều dữ vậy anh? Anh cũng không biết nữa. Giờ anh nản lắm rồi. Anh nói mà mẹ con nó chẳng thèm nghe. Ba không ký giấy tờ thì làm sao má lớn bán nhà được? Căn nhà đó bà nói để bà đứng tên một mình. Bà nói cho nó tiện việc buôn bán đăng ký gì đó. Cho nên vậy thì coi như thua rồi. Mà công nhận má lớn là mất tài sản dễ dàng thì cũng dễ hiểu thôi. Tiền lấy của người khác chứ có phải là tiền xương máu của mình đâu mà biết giữ. Đừng nói vậy con. Con chỉ nói đúng sự thật thôi mẹ. Má lớn muốn có tiền làm ăn, chỉ cần búng tay một cái tát, sau đó tới công ty làm áp lực, như vậy là có tiền. Cũng nhờ má lớn con mới biết được trên đời này còn có người kiếm tiền dễ như vậy. Thôi được rồi, con đi làm công chuyện của con đi. Má lớn rất biết cách đánh vào điểm yếu của người khác. Chỉ cần tới chỗ làm ăn của người ta la lớn lên, như vậy là người ta sợ, đưa tiền. Thủ đoạn đó hơi hèn một chút, nhưng mà rất là hiệu quả. Bình, đừng có gai góc như vậy được không? Mẹ hiền quá, cho nên bị người ta ăn hiếp. Chứ còn con thì không. Ba, con nói thẳng nha, lần này ba đừng có lôi kéo mẹ con vô chuyện gia đình của ba nữa. Con sẽ không để cho nhà đó yên đâu. Nếu như ai đụng tới sợi tóc của mẹ con. Bình, sao mẹ không để cho con nói? Mẹ bị ăn hiếp quá lâu rồi mà có ai bảo vệ mẹ đâu. Mẹ cũng cần có một người đàn ông để bảo vệ mà mẹ. Thôi mà con. Anh đừng có buồn. Thằng Bình nó nóng nên mới nói vậy thôi. Chứ con nào mà không thương cha. Em đừng an ủi anh. Nó cũng là con anh. Mà nó nói đúng, nó có sai. Không có đứa con nào chịu nổi cạnh cha mình cứ làm khổ mẹ mình hoài. Nó không có hỗn hào đâu. Mà nó có hiếu lắm. Anh rất mừng. Anh về phòng đây. Mẹ bị ăn hiếp quá lâu rồi mà có ai bảo vệ mẹ đâu. Mẹ cũng cần có một người đàn ông để bảo vệ mà mẹ. Làm đàn ông như mình chết đi cho xong.
chị Kim. Em chào chị. Chào em. Bữa nay chị muốn mua gì? À, em có mẫu mới nhiều lắm, em lấy cho chị coi nha. Không, mấy bữa chị mua rồi. Hôm nay dắt bạn chị tới để xem có cái đồ nào thích hợp với nó hay không. À, vậy hả? Bên em có nhiều mẫu mới lắm. Chị vô trong coi với em nha. Ừ, em chọn kiểu nào đẹp đẹp cho chị nha. Hôm nay chủ yếu là mua cho chị thôi đó. Dạ em biết rồi, chị yên tâm. Ủa anh, anh chờ có lâu không? Em xin lỗi nha, tại hồi nãy em dắt con nhỏ bạn tới cửa hàng của mẹ anh để mua đồ, cho nên em đến trễ. Dạ, chị uống gì ạ? Cho chị siro dâu. Cảm ơn em. Em đừng có lo, anh cũng vừa mới tới thôi mà. Anh đó phải cảm ơn em, bởi vì em đã dẫn bạn tới ủng hộ shop của anh. Có gì đâu, anh khách sáo quá. Em xin lỗi nha. Em cứ tự nhiên. Alo mày hả? Tao nghe nè. Ê mày, mấy cái áo mình mới mua có một cái là đồ xịn thôi à, còn lại là đồ giả hết đó. Mày kiểm tra lại coi. Thiệt hả? Sao mày biết? Hồi nãy tao thử, tao không có để ý. Bây giờ về nhà coi kỹ lại tao mới biết nè. Được rồi, để tao chạy về coi đồ của tao làm sao. Mày quen với chủ cửa hàng á thì tới mắng vốn đi nha. Bán giá như vậy mà còn bán hàng giả nữa. Mai mốt ai mà tới? Ừ, để tao hỏi lại. Ừ, hỏi lại đi. Không phải chỗ quen biết là nãy giờ tao đem qua tao trả lại ngay rồi đó. Biết rồi, vậy nha. Ừ, bye. Anh Thông. Ừ, bạn của em mới gọi cho em. Nó nói là quần áo của cửa hàng anh bán đó là hàng giả. Em nói gì vậy? Cô biết coi hàng không vậy? Má anh bán đồ xách tay từ hồi trước tới giờ, làm gì mà có hàng giả? Thì mấy cái áo của em mua thì chưa có đem về. Không mấy chút nữa anh cứ lấy đồ của em đem về rồi coi lại coi làm sao. Em dắt bạn em tới mua nên thấy ngại lắm. Chẳng thay là nói trước. Chứ anh dám bảo đảm cho em 100%, đồ của cửa hàng anh á là hàng xịn đàng hoàng, chứ không có hàng giả đâu. Thì bây giờ anh cứ về coi lại coi. Má ơi! Ủa anh Hai? Ờ. Anh Hai làm gì vậy? Ờ, nấu ăn. Cho em thử cái coi. Anh nấu, 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 nấu. Từ. Rất là ngon. Rất là hợp với dáng anh trong cái vai trò này. Để em lấy máy em chụp cho anh nha. Ờ. Đẹp trai quá. Phụ máy ở đâu rồi anh? Chưa về nhà hả? Ờ, má không có ở nhà. Chú thử ra shop coi. À, chú ăn gì không? Tôi làm cho. Ừ, muốn cho miếng súp đi. Ờ. Má ở đâu con tìm hoài không thấy vậy? Má đang đi công chuyện. Có chuyện gì không? Có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi má ơi. Má bán hàng sao người ta nói má bán hàng giả vậy? Má về xử lý liền đi. Làm gì có. Trời ơi, kiện hàng đó chính tay má lựa mà. Thì má về sớm má con mới biết liền chứ gì. Ờ, anh Hai. Hả? Em ăn đâu? Em chạy ra shop liền. Má về liền giờ đó. Vậy, vậy.
Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì ầm ầm vậy? Bà đi đâu? Đi đâu giờ này mới về? Đi với ai? Im coi ông làm gì ông lâm sùm vậy? Ta đi công chuyện chứ đi đâu? Nè, tôi thấy bà từ khách sạn đi ra với cái thằng hôm trước trong vũ trường đó. Bên đây nó mặc đồ riêng, đi xe của bà, đúng không? Thì tôi... Xưa nay vẫn tin tưởng bọn, mà bà đi làm chuyện bất cách như vậy. Tôi làm vậy thì sao nè? Ông có niềm vui riêng bên ngoài thì tôi cũng phải có niềm vui riêng của tôi chứ. Ông bây giờ ông không có quyền gì cấp cản tôi hết. Thôi, đừng có giỡn cái điểm khúc ra nữa. Nghe nhà em tai lắm. Tôi không tưởng tượng được cảnh đó. Bà 50 tuổi, ôm bà thằng đất con của bà. Đúng là bại hoại nhân cách. Vậy ông có vợ bé có bại hoại nhân cách không? Nếu bà tư tình với người trang lứa, chắc tôi đỡ ghê tởm bà hơn. Cái này làm thằng nhất nó ôm bắt bà. Chứ nó ghê tởm bà lắm. Bà không hiểu chuyện đó à? Ông biết cái gì về chuyện tình cảm? Phải rồi. Tình cảm lắm. Tình cảm đắm đuối lắm. Nó đắm đuối cái mớ tiền của bà đó. Tôi không hiểu nổi. Sao bà mù quáng đến như vậy? Bà không thấy nhục à? Nhục cái gì? Phải rồi. Bà còn mắt nữa đâu mà thấy. Người ta càng lớn tuổi, càng có tư cách, có đạo đức để con cái nó nói nha. Còn bà thì sao? Càng ngày càng đổ đốn, mất tư cách. Nè, hồi nãy giờ tôi nhịn ông nhiều rồi đó nghe. Ông làm gì ông chửi tôi quá trời vậy? Tôi nói vậy là nhẹ đó. Bà là con người mà. Con người là động vật bậc cao. Con người nó hơn con vật á, là có lý trí mà bà có không? Dù có tình cảm đi nữa, bà cũng có lý trí chứ. Ông nãy giờ ông nói tôi là động vật cấp thấp chứ gì? Tôi không có lý trí chứ gì. Vậy còn ông, lúc ông ôm ấp con vợ bé của ông đó, ông thuộc động vật cấp gì? Có lý trí không? Coi chừng á, coi chừng là cái lúc đó ông còn cấp thấp hơn tôi nữa kìa. Bà nói cái gì? Sao? Bây giờ ông muốn đánh tôi phải không? Ông đánh đi. Ông giỏi ông đánh đi. Tôi nhịn ông lâu rồi nha. Ông mà đánh tôi một cái, tôi thưa ông ra tòa về cái tội vi phạm luật hôn nhân gia đình và có con ngoài gia thú. Bà hết thuốc chữa rồi. Con mới về. Con về lâu rồi. Con đã nghe hết tất cả rồi mà. Con không dám tin được điều này. Con muốn đây chỉ là một giấc mơ thôi. Mọi chuyện sẽ là như cũ khi con ngủ dậy. Được không ba? Ba xin lỗi. Bà đang còn khổ gì vậy? Bà đau lòng lắm. Con là đứa con ngoan nhất nhà, mà ba phải bắt con chứng kiến cảnh gia đình tan nát như vậy. Đừng buồn ba nha. Con đâu có buồn ba đâu. Tại má mà. Từ đó đến giờ con thấy má hay bực bội chuyện gia đình. Con đã ráng làm hết chuyện nhà cho má vui lòng. Con chỉ muốn nhà mình yên ổn thôi. Nhưng mà không ngờ má. Ba biết, từ nhỏ con đứa thiệt thòi nhất trong nhà này. Mỗi lần nhớ là cảnh gia đình mình hồi đó, ba càng thương con nhiều hơn. Ba về. Con
Nè, má đâu? Sao con lại nấu cơm? Dạ má đi. Dạ con không biết. Hả? À, ba về. À, không, con. Má đâu rồi con? Má qua nhà bác Tám đó bà. Qua bác Tám chi vậy? Dạ đánh bài. Ngày nào má cũng đánh bài. Sao anh cấm em nói? Thôi, ba có mua quà cho hai đứa nè. Lấy ra chơi đi. Nè, con với. Chia cho anh con. Thôi, hai anh em chia nhau đi. Cái nào con cũng thích, con không chia anh hai đâu. Ba mua cho hai anh em mà, con chia nhau chơi đi con. Không, ba đó con không nghe hả? Thôi, ba cho thông hết đi. Con không chơi đâu. À, má về kìa ba. Bà đi đâu về vậy? Người ta đi công chuyện. Công chuyện gì? Đến bài chứ công chuyện gì? Lần đầu tôi về cũng không thấy bà ở nhà. Bà bắt thằng Quốc làm chuyện nhà, bà đi chơi. Bà làm như vậy không thấy tội nghiệp cho nó hả? Thì nó đi học một buổi, còn một buổi đâu có làm gì đâu. Thì nó làm công chuyện phụ với tôi chút xíu. Nó lớn rồi chứ đâu có nhỏ nhít gì đâu mà ông lo. Tập cho nó vậy đi cho nó quen. Chứ cà nhỏng chơi hoài ha. Nó còn tôi ăn tôi chơi. Mà đó là con trai nữa. Con trai mà tối ngày lo cơm nước vậy, có mẹ cũng như không. Mà cư xử như con cái như vậy hả? Ông nói nghe hay quá ha. Ông tưởng mỗi tháng ông bỏ cho tôi vài chục đồng bạc, ông cho là nhiều lắm hả? Tôi là vợ ông chứ tôi đâu phải ô xin. Tôi không cần bà làm ô xin cho tôi. Nhưng mà tôi nói á, cái cách mà bỏ bê con cái á, có người mẹ nào á, để việc nhà cho con trai làm không? Còn mình đi đánh bài, mà nó còn nhỏ nữa. Sao bà vô lương tâm quá vậy? Giữa tôi với ông là ai vô lương tâm hơn ai? Ông lên thành phố, ông ăn sung mặc sướng, vợ bé lượt là, ông bỏ mặt mẹ con tôi lam lũ vậy nè. Về đây ông còn kiếm chuyện gây gỗ với tôi nữa. Ông nói tôi mà ông không biết nhìn lại mình đi. Bà nói tôi vô lương tâm. Nhưng ít ra tôi còn thương con cái. Mỗi tháng tôi gửi tiền lo cho nó. Còn bà thì sao? Giác tiền đi đánh bài. Để con cái nhau giống như vậy. Còn tôi nó bất hạnh, mới có người mẹ như bà đó. Ông nói ông lo cho con cái. Vậy thì ông giỏi ông mua nhà cho má con tôi lên trải đỡ với ông đi. Tôi làm cái gì có tiền mà mua nhà? Cứ mỗi tháng gửi về gần hết rồi. Bà tưởng tôi nhiều tiền lắm hả? Tôi không nói ông có tiền. Tôi nói con vợ bé của ông kìa. Sẵn bữa nay tôi nói luôn nha. Nếu mà ông muốn yên ổn á, thì ông nói cái con đó đó, nó sắm nhà sắm cửa cho má con tôi lên đó ở đàng hoàng. Còn không hả, tôi quậy tới bến luôn. Tự nhiên bắt người ta mua nhà cho bà. Nè, bà đòi hỏi quá mức rồi nha. Có cái gì quá mức đâu. Trời ơi, tôi hiến dâng chồng tôi cho nó thì nó phải trả được tôi cái gì chứ. Ông lên nói với nó đi, tôi chờ đó. Ông mà lo không xong á, tôi quậy tới nơi. Không nói chuyện với bà nữa, tôi mệt quá. Mệt quá, đuối lý cái tôi mệt quá. Trong cuộc họp hôm nay, tôi muốn mọi người báo cáo. May quá, hả? Có mặt đầy đủ hết trơn rồi. Nè, mà dẫn con đi đâu vậy? Về. Tôi không có đi về gì hết trơn. Vậy? Ông để mặt tôi. Tôi ở đây, tôi phải nói cho mọi người biết cái bộ mặt thật của cô giật chồng người ta. Im đi. Chị à, chị đừng làm ầm ĩ lên như vậy. Có chuyện gì thì em mời chị lên phòng em nói chuyện. Em mời chị. Không biết đi đâu hết á. Cô ở đây, cô giật chồng của tôi phải nói cho nhân viên của cô biết bộ mặt thật của bà chủ của họ đây nè. Đi về, đi. Tôi không đi đâu hết. Ở đây để giải quyết cho xong. Còn không thì không xong với tôi đâu. À, xin mời các chị ra ngoài để giám đốc những việc riêng của gia đình. Nè, không có việc gì phải đi ra ngoài hết. Hãy ở đây để nghe câu chuyện này xảy ra như thế nào. Cô này giật chồng của tôi như thế nào. Bạn im miệng không? Bạn tin đến không? Ông dám không? Ông dám đánh tôi không? Hả? Bây giờ ông muốn ăn hiếp mẹ con tôi phải không? Tôi la là nó cho mọi người biết thế nè. Bạn im. Chị à, em xin chị đừng có làm ầm ĩ lên như vậy. Chị muốn gì thì cứ ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng. Được, cô nói vậy thì tốt. Ngồi đây cô. Xin các chị ra một chút. Những gì chị yêu cầu em đã làm đầy đủ. Chị muốn bao nhiêu tiền em cũng không từ chối. Tại sao chị lại đến đây làm ầm ĩ lên như vậy? Cô nói cô không từ chối điều kiện của tôi hả? Vậy thì tại sao tôi yêu cầu mua nhà cho mẹ con tôi mà cô không mua? Mấy tháng nay tôi chờ cô là tôi nhượng bộ cô lắm rồi. Cô nghĩ tôi không dám làm gì chứ gì? Được rồi, để rồi cô coi.
Thật sự em không biết chị muốn như vậy. Em hoàn toàn không nghe anh Tú nói gì hết. À, thì ra ông muốn bảo vệ quyền lợi của nó chứ gì. Ông không binh vực mẹ con tôi mà ông binh vực người ta chứ gì. Được rồi, vậy thì tôi la làng nó cho mọi người biết hết luôn. Bà ngồi xuống đó. Bà đòi hỏi quá đáng. Làm sao tôi đáp ứng được? Ông không thể đáp ứng hả? Thì ông kêu nó làm. Tại sao ông không kêu? Ông binh vực nó hả? Được rồi, ông muốn binh vực thì cho mọi người biết hết. Bà ngồi xuống. Ông làm như tôi. Thôi được rồi. Chị đừng làm như vậy. Tại anh Tú không nói, cho nên em không biết. Chứ không phải là em không biết điều với chị. Chị yên tâm đi. Em sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu của chị. Má con như vậy. Nhưng vật tham lam, đôi lúc mà ấy làm má thấy mệt mỏi, trong khi má nhỏ lúc nào cũng dịu dàng, nhẫn nhục. Má nói như vậy, chắc con bất mãn lắm phải không? Đừng ở vị trí của con, thì... con thương má. Nhưng đứng ở vị trí của người ngoài thì con thương má nhỏ, nên con thông cảm cho ba mà. Con đứa hiểu chuyện nên ba không muốn con phải khổ. Nhiều khi má cũng làm quá, ba muốn ly dị để yên thân. Nhưng mà ba nghĩ nếu ba vô trách nhiệm thì con phải khổ, nên bà phải chấp nhận nhìn nhục má con cho đến bây giờ. Bà, đây con đang thuyết phục má. Bà đừng bỏ má nha ba. Con đã nói như vậy thì bà nỡ lòng nào đạp bỏ gia đình mình chứ. Em ơi, bà chủ ơi. Ơi. Nè mấy đứa, coi chừng hàng nha. Dạ, anh. Cứ đi em. Em. Cộng vậy mới đúng nè. Ráng làm giỏi, anh sẽ thưởng nha. Thôi, để em làm việc nè. Dạ, chào anh. Anh muốn mua áo sơ mi hay áo thun để em tư vấn cho. Được rồi, để tôi đi coi một vòng đã. Dạ, mời anh đi lối này. Anh muốn mua áo sơ mi, em chọn giùm anh nha. Dạ. Hôm nay nhìn em đẹp quá. Ừ.
em nhớ kiểm tra kỹ mấy hàng mới biết không? Em chọn áo đẹp ghê đó. Dạ. Anh có muốn lấy gì nữa không ạ? Em làm gì mà chuẩn vậy? Em ơi. Dạ. Anh đó cũng bán hàng ở đây hả? Ông chủ của em đó anh. Hả? Vậy hả? Dạ. Anh ơi, anh có lấy đồ nữa không? Cầm kệ luôn, thằng chỉ đám thổi con được. Thành được vô liêm sỉ chứ vậy rồi làm sao anh nói với con cái đây? Thiệt là ngu quá, từ sai lầm này kéo theo sai lầm. Ông đi đâu giờ này mới về? Tôi đi làm rồi đi ăn với khách luôn. Ông tưởng tôi ngu lắm hả? Ông ở bên nhà con Dung mới về đúng không? Bà không tin á thì còn hỏi làm gì. Tôi nói tôi không có ghé bệnh. Có thánh mới tin ông. Hai người làm quá đó nha. Tôi đi thưa à. Dạo này bà trở chứng hả? Tôi nói là tôi không còn quan hệ với cổ nữa. Thỉnh thoảng tôi có ghé là để thăm thằng Bình thôi. Đi thăm thằng Bình thôi? Trời ơi, có một cô vợ bé xinh đẹp như vậy mà ghé thăm thằng Bình thôi hả? Ai tin nổi. Bà tối ngày ở không á, rồi suy diễn lung tung. Bà để tôi yên được không? Yên hả? Được. Muốn tôi để yên thì kêu con vợ bé của ông đưa tiền cho tôi làm ăn. Tôi để yên. Làm cái gì? Bà biết cái gì làm? Mở shop thời trang. Tôi tính rồi. Mở shop thời trang vừa nhàn rỗi mà vừa có tiền nhiều nữa. Ông trả tiền cho tôi mở shop đi. Mở shop thời trang? Mặt bằng ở đâu mà mở? Thì hai cái nhà của thằng Quấn với thằng Thông đó. Bây giờ tôi mở bên thằng Quấn. Khi nào nó có vợ nó dời về đó thì tôi qua nhà thằng Thông. Nhưng bà cũng biết tôi làm cái gì có tiền. Con vợ bé của ông đâu? Hồi trước nó giao kèo với tôi đàng hoàng à. Nó nói khi tôi cần tiền nó đưa cho tôi. Bây giờ tính lật lọng hả? Đừng có để tôi vô công ty tôi quậy nghe chưa. Bà biết là sao? Chị hai có biết buôn bán gì không mà phiêu lưu quá vậy anh? Bán cái đó thì nhàn, nhưng nếu không biết quản lý thì dễ thất thoát lắm. Anh cũng biết là vậy. Nhưng dạo này bà làm dữ quá. Ngày nào đi làm về bà cũng không để yên ổn chứ bà. Anh thì chịu đựng được rồi. Anh chỉ sợ bà tới quậy em, anh cản không được. Số tiền này cũng hơi lớn nên em cần phải có thời gian. Anh nói với chị hai chờ cuối tháng nha. Anh cảm ơn em. Nè, sao dạo này bà ăn diện dữ vậy? Ủa, thì bán thời trang thì phải ăn mặc đẹp đẽ chứ. Không lẽ ăn mặc xấu xí ai coi. Ừ, cũng phải. Mà nè, nếu mà làm con sể á thì kêu thằng Thông nó ra đó phụ. Nó đi học thì có làm gì đâu. Thôi thôi, chuyện nó tính sao đi. Ờ, tôi bàn với ông chuyện này nè. Chuyện gì vậy? Tôi muốn mở thêm một cửa hàng nữa bên Lê Văn Sĩ á. Bên đó tôi thấy làm ăn được đó. Cái gì? Nhà bên đó cho thuê một tháng mấy chục triệu. Biết mà làm ăn á, có được như vậy không? Sao không được? Nhà của mình mà ông lo cái gì? Phải sửa sang lại hết mấy chục triệu. Rồi tiền hàng quá nữa, ít nhất phải 200 triệu. Tôi không có tiền đâu đó. Không có tiền thì ông mượn đi. Biết mượn ai bây giờ? Còn ai nữa? Ông biết tôi muốn nói tới ai rồi mà. Trời ơi, bà mới mở cái shop, bây giờ tính mở thêm cái nữa. Bà lợi dụng người ta vừa vừa thôi chứ. Tôi không có lợi dụng mà nghe. Tôi chỉ mượn thôi à nha. Mượn á thì phải có ngày trả chứ. Chừng nào bà trả? Thì chừng nào buôn bán có lời thì tôi trả. Biết chừng nào đâu mà ông hỏi. Bây giờ ông hỏi tiền cho tôi đi.
Rồi khi nào có tiền á, tôi trả liền. Có giật cũng đâu lo. Để tôi tính là coi. Tính tính gì? Tôi không biết á. Chiều nay tôi về, ông phải trả lời cho tôi. Cũng tại mình. Nếu hồi đó mình được mở ra hai cái cửa hàng thì không có sự thể như bây giờ. Dạ ba. Sao con về trễ vậy? Dạ con. Chuyện cũng đã lỡ rồi, con cũng đừng buồn nữa. Má mở cho anh ta cái shop nam, ba có biết không? Bây giờ thì ba biết tại sao má còn lại sang cái shop Lê Văn Sĩ. Con thấy tình hình bây giờ tệ lắm rồi thưa ba. Con thấy má bây giờ càng lúc càng lúng sâu. Với lại con nghe nói là má tính sang cho người ta cái shop nữ rồi đó ba. Ba sẽ tiến hành sớm. Ba sẽ không để cho má tiếp tục đưa tiền cho thằng bất dạy đó đâu. Dạ.